show boy BDT hát up no e. Hello, hello. Lại gần anh thêm một chút nữa thôi. Một hiện thời gian cứ trôi. Anh nguyện làm chiếc khối. Dù em trong đêm tối, xin em cho anh dẫn lối. Này, đường còn dài mà sao cứ cách xa. Làm cho con tim anh thêm cứ trách là. Yeah. Em là ai mà sao còn đi ngoài kia? Bạn trai của em giờ đang ở đâu? Sao không thấy đen để đón em về? Dù cho nhà em ở đâu, cho anh em một câu đừng có để anh chờ lâu. Hay sau đây là lần đầu tiên mình mới gặp nhau nên em không chắc và tin được anh đâu có phải người xấu. Anh biết là sẽ thật khó để có cái gì giống em, nhưng sao anh mà đau lòng anh cứ cố thế. Và đoạn đường đêm này sẽ đẹp hơn khi anh có em. Trên con phố vắng anh tìm dây và đang cố gắng để dõi vì từng bước nhìn theo bóng em. Thật vụng về anh đang lên nốt những bước chân và cố tiến đến gần một sợi dây sắt. Dần một dần em mà cho anh xin số mình cùng dạo phố và đây chỉ là một bài nhạc nhỏ về tôi tận được tình yêu đó. Anh trở về nhà trong nỗi nhớ vẫn cứ chờ một đôi chân đang thắt thắt em ơi em giật thót mình khi thấy em bước ngang qua và anh chỉ kịp há mồm ra. Em là một con gái mà anh đã xa đến lần thứ ba trong giấc mơ đêm qua. Váy ren vẫn ngang đùi chân bước thẳng kiêu sa, tóc vàng mắt to vòng một em đầy đà. Anh giống như Hàn Mạc Tử ở đây thôn Vĩ Dạ. Áo em trắng quá làm anh nhìn xuyên ra, dáng chuồn vai gầy môi mọng lưng long. Tất cả trên 1m6 là những gì anh chờ mong. La la đường phòng em thuê kia, la la làm anh thấy muốn chia. Nói biết xem số của em là bao nhiêu, S phone mobile hay là em dùng Viettel. Anh sẽ gọi và nói với em theo đúng cách của anh và sẽ làm cho em chia theo đúng cách của anh. Anh nghĩ đến một căn phòng mờ mờ tỏ tỏ, dập dìu tiếng nhạc trong ánh đèn đỏ đỏ. Có hoa hồng, có nến thơm, quần string em màu ngỏ. Thì thầm vào tai anh một vài câu nói nho nhỏ, giống như là Luda, Chris, Watch Your Fantasy. Nói biết một kiểu thế tưởng tượng ra là gì. Anh sẽ không để một phút, một giây nào bị lãng phí. Tất cả là dành cho em, chỉ riêng em. Bấy quê, bấy quê, Panasonic, Full HD. Cùng với em, hai đứa mình lại làm con movie. Nhìn lên trên màn hình Samsung 52 inch LCD, em nét như Sony. Nếu em đang có bạn trai, tìm cách đá nó thật xa. Vì anh mới là người em đang cần và muốn. Anh có tất cả những gì em đang cần và muốn. Nếu không tin lên xe anh, chỉ em thấy luôn. Nhà em ở đâu? Tên em là gì? Đừng hỏi, sao lại thế đơn giản là vì một khi đã thích, anh bám em như đỉa. Em mà không nói, anh sẽ không đi. Anh là BDT, hát I know E. Anh làm nhạc cùng Hot Boy and B. Và anh sẽ mở bài hát này lên trong khi chúng mình nói với nhau ở Bali. Trên con phố vắng, anh tìm dây và đang cố gắng để dõi vì từng bước đi theo hướng em. Thật vụng về anh đang lên nốt những bước chân và cố tiến đến gần một sợi dây sắt. Tim mấy phần này dần một lần thêm mà cho anh xin số mình cùng dạo phố. Và đây chỉ là một bài nhạc nhỏ về tôi tận được tình yêu đó. Anh trở về nhà trong nỗi nhớ, anh cứ chờ vô cớ trở lại thất thờ như một ngã ngờ. Give it to me, give it to me, give it to me now. Watch your fantasies. Give it to me now, give it to me now. Watch your fantasies. Give it to me, give it to me, give it to me now. Watch your fantasies. Give it to me now, give it to me now. Watch your fantasies. Trên con phố vắng, anh từ dậy và đang cố gắng để dõi vì từng bước nhìn theo gót em. Thật phục về anh đang lấy nốt những bước chân và cố tiến đến gần một sợi dây sắt. Thế mấy phần này dần một gần em mà cho anh xin số mình cùng dạo phố. Và đây chỉ là một bài nhạc nhỏ và bài tỏ thật nhiều tình yêu đó. Anh chưa về nhà trong lòng nhớ, anh cứ chờ vô cớ rồi lại thất thờ như một gã ngờ. Mặc kệ thời gian cứ trôi, anh nguyện làm chiếc khối. Dù em cho mình thôi, xin em cho anh dẫn lối. Này, đừng còn dài mà sao cứ cách xa. Làm cho con tim anh cứ trách là yeah. Em là ai mà sẽ còn đi ngoài kia? Bạn trai của em giờ đang ở đâu? Sẽ không thấy đen để đó. Em ơi, em, nhà em ở đâu? Tên em là gì? Đừng hỏi, sao lại thế đơn giản là vì một khi đã thích, anh bám em như đỉa.